các bạn đổ luôn cái đậu trắng lên. Nước các bạn đông vào 1.5 lít nha. 650g đậu trắng là đã ngâm, các bạn đã ngâm là luộc, các bạn ghi rõ vậy đó. 200g nếp đã ngâm luôn rồi. Tôi nhắc lại, 1 chén nước cốt dừa cộng với lại 1.5 lít nước. Những nông nhóm nào hiện nay các bạn thấy nó ráo rồi, nó gần ra cái chè đậu trắng rồi, thì chúng ta để lửa thật là nhỏ, chúng ta để cho nó nóng, cho nó nở hết cái hạt nếp, rồi lúc đó mình mới vô thêm đường. Bây giờ để cái đó vào một bên kia, mình chuẩn bị làm nước cốt dừa này. Nước cốt dừa mỗi bạn các bạn múc thêm cho đủ một tô đầy cái nước cốt dừa này. Bột bắp các bạn lấy 1 muỗng canh, bột gạo lấy 1 muỗng canh, hai thứ trộn chung với nhau, lấy tay bóp cho nó nhuyễn. Một chén nước các bạn khuấy cho cái bột này nó tan, sau đó các bạn lọc lại. Các bạn nên vô 1 muỗng canh đường trong cái nước cốt dừa, nửa muỗng cà phê muối. Đối với bạn nào mà cái chè bây giờ đã náo rồi thì các bạn sẽ cho đường vô nha, cho đường với một chút xíu muối cho. Cái thứ hai, nếp nó cũng không được dẻo lắm, mùi cũng chưa được thơm lắm. Vậy thì tuần một buổi khác món này tôi sẽ cho làm lại một lần nữa, vì thật sự tôi không vừa ý với món này, và món này tôi thấy vậy cũng vừa ý, bán thì khách chê, cho nên là chúng ta sẽ làm lại, và kỳ sau tôi sẽ thống nhất cái công thức đúng luôn để mà mình không có thay đổi gì nữa. Nhóm miền Bắc đó, mặc dù là miền Bắc thì thích ăn ngọt, nhưng riêng với chè em phải nấu ngọt, cho nên em phải thêm đường nữa, chứ không thể nào giảm như vậy, giảm kiểu này là chè không ra chè, cho nên bắt buộc phải thêm đường, cho nên kỳ sau cô sẽ cho cái lượng chính xác là